Em xem TV món ăn đặc biệt, bạn xem bọn em đi đâu nhé? Tối thứ hai thứ năm hàng tuần mình cùng nhau xa chết anh ơi. Tôi kể bạn nghe câu chuyện hài hước, gần gũi dễ thương ai cũng cảm nhận được. Như một ly cà phê rồi mát lạnh, mát lạnh. Những phút giây thú vị giải trí cứ thả phanh. Em xem TV, ai gọi bạn đó để xem bọn em đi đâu nhé? Quy trình thuận lợi, làm cái gì nó cũng phải có cái tâm. Gì ạ? Tâm. Chị ơi, ủi ít lòng nhiều, bác sĩ cầm em mổ ngay giúp em ạ. Tôi đã nói rồi, phải. Đau à, em à, đau à, đau à. Im à! Mày hét bố mới sợ. Cần cái tâm như này. Ít bà. Nhân ba, chị cầm này. Chú không vợ em, không vợ em chết mất bác sĩ. Tôi đã nói với cậu rồi, cả cái bệnh viện này, cả cái phòng này, từ trên xuống dưới, không biết bao nhiêu là người. Làm cái gì thì cũng phải có cái tâm thì mới mổ được. Bác sĩ ơi, vợ chồng em chỉ có từng ngày tâm thôi bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, bác sĩ không cứu vợ em nó chết mất bác sĩ ơi. Trời đất ơi! Cái tâm y tá ấy, nó là đứa gây mê. Thế bây giờ không có nó thì tôi biết mổ kiểu gì? Thế mà không hiểu. Cái tâm này gây mê được không? Chào anh. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay của anh có anh Toàn, tổng giám đốc công ty, và tôi là trưởng phòng quản lý nhân sự Hồng Anh. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân anh được không? Gì đây? Chứng minh thư, tự xem. Vương Duy Khánh. Hiện anh Khánh đã tốt nghiệp trường nào nhỉ? Gì nữa đây? Thẻ sinh viên. Anh chưa tốt nghiệp à? Bỏ 2 năm rồi. Vậy anh Khánh đến đây để ứng tuyển vào vị trí nào của công ty nhỉ? Phó tổng giám đốc. Vậy thì phó tổng giám đốc tương lai muốn mức lương là bao nhiêu? 50 triệu. Tôi bắt đầu thấy anh tỉnh táo hơn rồi đấy. 50 triệu một ngày. Thế được rồi, buổi phỏng vấn của anh ngày hôm nay đã xong. Chúng tôi sẽ gửi kết quả khi nào mà công ty thống nhất. Vậy thì tôi mời anh ra về ạ. Chưa về được. Tôi nghĩ là tôi đã rất đủ tử tế để mời anh ra về. Bởi vì chúng tôi còn rất nhiều ứng cử viên khác muốn xét tuyển vào công ty. Khổ quá, nên là chưa về được. Nếu mà anh không về, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ lên đây để kéo anh về. Gọi đi.
Chắc là bố mẹ của anh ngày xưa bận lắm nhỉ? Quá bận. Đúng rồi, bận thì mới không có thời gian để dạy dỗ quan tâm một thằng như anh. À mà tôi thấy mặt anh cũng có đến nỗi nào đâu, mà nhân cách thì vô văn hóa, mất dạy. Bây giờ tôi sẽ gọi bảo vệ lên để gô cổ anh xuống, để xem anh còn cứng được bao lâu. Cười gì? Bố đưa chìa khóa cho con về đi. Đã là không làm ở đây rồi, đưa chìa khóa. Oh no. Về. Biết nhục à? Ngồi đó mà cười. Đã là chưa về được. Trời này này, chưa về được nghe chưa? Đồ điên. Cứu người, cứu người đi, trời ơi, cứu người đi. Cứu đi, cứu được chưa, cứu được chưa, cứu rồi. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Ôi dồi ôi, lên rồi. Đây rồi. Tôi cứu được anh rồi, bình tĩnh, bình tĩnh. Từng người một, từng người một. À, chào anh. Tôi đến từ Gương Người Tốt Việc Tốt. Và ngày hôm nay tôi muốn làm một bài phỏng vấn anh. Lý do từ đâu mà anh lại có xuất phát lòng dũng cảm mà cứu được cô gái tội nghiệp này? Động cơ cái xít ấy. Động cơ là cái xít, dạ vâng ạ. Bố mày mà biết thằng nào đẩy bố mày xuống nhá, bố mày giết. Điện tư hả? Dạ vâng, chào chị ạ. Dạ vâng. Lý do tại sao mà một ngày đẹp trời như này chị lại quyết định tự tử? Từ 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 cái xít đi. Nhà nóng điều hòa không có, tao ra hồ tao bơi. Bị thằng ôn kia nó lôi cổ lên này. Từ từ cái xít. Quay cái xít đi. Chân khí tích tụ lâu ngày không được giải thoát, dẫn đến cơ thể bị bí bách, răng bị lòi ra. Dạ, bác sĩ chỉ bắt mạch mà nói đúng bệnh thế à? Quả này thì em may mắn quá. Dạ bác sĩ ơi, dạ chả dấu thì bác sĩ đúng là dạ là em bị bí bách quá, đâm ra em nhút nhát, với cả do bí bách quá nên là dạ em của em nó không cứng lên được ạ. Bác sĩ ơi, mà có cách nào giúp em ấy, em có mỗi cái nguồn vui đấy mà bây giờ tắt đi. Trước tiên ấy là tôi sẽ kích động thần kinh của cậu một cách cực đại, để cho cơ thể bị kích động rồi xem thế nào đã. Dạ, kích động thế nào ạ? Đây, xem đi. Ui, dạ bác sĩ ơi, dạ. Ui bác sĩ ơi, bác sĩ ơi. Dạ, liệu pháp của bác sĩ hay quá. Dạ, của em nó cứng lên rồi bác sĩ ạ. Thế mà, thì em cảm nhận được bằng tay này bác sĩ ơi. Thế thì chúc mừng cậu. Dạ, tôi có hai yêu cầu. Dạ, dạ. Một là cậu có thể ngồi đây xem hết bộ phim này rồi về. Dạ vâng. Không được gây ồn. Dạ vâng. Thứ hai ấy là cậu bỏ tay ra khỏi quần thôi, để tôi đi ra ngoài. Dạ, bác sĩ ơi. Xin chào các bạn, tôi đến từ tiết mục Chơi Người Tử Tế. Và bố mày mà biết thằng nào đẩy bố mày xuống nhá, bố mày giết. Cắt đoạn đấy đi. Dạ vâng ạ, lý do nào khiến chị tự tử ạ? Tự tử cái xe đi. Trời nóng điều hòa không có, tao ra hồ ngồi đứt. Thằng bố nào lôi cổ nó xuống giữa hồ ướt nhẹp này. Chị ơi, chị nhầm thoại rồi ạ.